huyện Cẩm Mỹ vừa tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn. Các cán bộ quân đội nghỉ hưu đã chia sẻ nhiều ký ức trong kháng chiến, đồng thời bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng huyện Cẩm Mỹ sẽ trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nghĩa tình, phát triển. Lãnh đạo huyện đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của cán bộ quân đội nghỉ hưu, đồng thời mong muốn các cán bộ quân đội nghỉ hưu tiếp tục phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cùng hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đưa huyện ngày càng phát triển.